Để mình lại mình xem Phật thật gì nha các bạn. Đây các bạn nhìn đấy. Lê Minh xin chào cô dì, chú bác, anh chị. Chào các bạn. Mình hôm nay đang đứng trước cổng của Thích Ca Phật Đài của Vũng Tàu nha các bạn. Thì trong mùa dịch Covid-19 này, mùa hè năm nay các bạn không đi đâu được, nên với yêu cầu một số khán giả yêu cầu mình review lại khu di tích để cho các bạn xem mùa hè này có gì đặc sắc hơn những ngày thường nha các bạn. Rồi các bạn cùng mình đồng hành nhé. Đây là toàn khung cảnh của Thích Ca Phật Đài nha các bạn. Rồi các bạn đi cùng mình. Bước qua cổng là các bạn phải đi leo rất là nhiều bậc thang. Có những bạn đi đó khoảng nửa đường là nghỉ đấy. Còn có những bạn đi hết có khoảng 50 bậc là lại phải nghỉ rồi. Đường này là rất là dốc nha các bạn. Nằm ngay trên sườn đồi nha các bạn. Khung cảnh mùa hè các bạn nhìn thấy rồi. Ở mùa Vũng Tàu mùa hè này thì các bạn biết là hoa phượng đỏ rực cả núi luôn. Rất là nhiều hoa phượng nha các bạn. Mùa này hoa phượng nở mùa hè mà. Và tiếng ve kêu. Rồi bước lên một dãy bậc cầu thang đầu tiên thì đập vào mắt mình là ngôi chùa Thiên Lâm Tự nha các bạn. Ngôi chùa này là ngôi chùa đầu tiên của khu di tích Thích Ca Phật Đài này. Ngày xưa trên này thì có mỗi ngôi chùa này duy nhất nha các bạn. Sau này trên này xây dựng rất là nhiều chùa trên này. Chốc nữa thì mình sẽ quay cho các bạn xem là bao nhiêu ngôi chùa trên này cả thấy nhé. Đây là thuyền Lâm Tự nha các bạn. Thì đang mùa dịch cho nên là sư và mọi người bảo vệ cũng không cho vào trong. Thì các bạn nhìn những con đường mình quay các bạn biết rồi. Mùa dịch cho nên ảnh hưởng đến nền kinh tế của người dân cũng như là chùa chiền cũng hạn chế, các khu du lịch cũng hạn chế đấy các bạn biết rồi đấy. Rồi các bạn cùng mình đi leo lên trên đầu tiên nhé. Là các bạn sẽ lên, mình sẽ lên trên cái tượng Phật Thiên Định trước nha các bạn. Phật ngồi Thiên Định. Ngôi Phật ngồi này rất là lớn. Tại vì bia này ở trên này người ta đặt tên là tượng Phật Thiên Định. Nhưng mà thực sự mình nhìn thì rất là giống Phật Tổ các bạn. Phật Tổ Như Lai này, mình đạo Phật mà. Nên mình nhìn thấy tượng này mình cứ nghĩ là Phật Tổ Như Lai, nhưng mà thấy người ta đè cái bảng là tượng Phật Thiên Định. Đấy, cho nên mình cũng gọi là tượng Phật Thiên Định. Đấy, các bạn nhìn mình quay những con đường mà đi lên bậc thang không? Nhiều bạn nhìn xem những thức phim video này cứ nghĩ là mình đang đi ở đường đèo núi ấy, ở khu vực phía Tây, nhưng thực sự là nằm ở ngay giữa Vũng Tàu nha các bạn. Đấy, đập vào mắt mình là một ngôi tượng. Tượng này là tượng Phật Thiên Định nha các bạn. Tượng Phật ngồi rất là lớn. Mình sẽ lên đối diện với tượng Phật, mình quay cho các bạn xem. Mùa hè này thì họa phượng nở rất là đẹp các bạn. Các bạn nếu như mà tiếc rằng năm nay là năm dịch, cho nên thành thử là không có được đi du lịch như mọi năm. Chứ nếu như được du lịch thì mọi năm thì các bạn biết khung cảnh ở đây rất là đông. Đấy các bạn nhìn cái tượng Phật đẹp không? Đấy, nhìn mê hồn luôn các bạn ạ. Thì trong cái mùa dịch này các bạn không có đi đâu được.
Thì xã hội 4.0 này thì các bạn cũng ngồi nhà, các bạn lên YouTube, các bạn xem được hết khu vực này, khu vực kia. Các bạn biết được thông tin hàng ngày của các tỉnh, các khu du lịch, các khu di tích. Đó. Đấy, các bạn nhìn một cái pho tượng, đằng trước pho tượng này có một cái tượng con voi, các bạn nhìn thấy đẹp không? Tượng này mình không có rành lắm các bạn ơi. Thì các bạn nào biết đây tượng này tượng gì thì Phật gì thì các bạn comment cho mình biết đấy. Đấy, mình quay cho các bạn biết thôi, chứ còn thực sự trên khu vực trên này là chùa, là hầu như chùa Miên, chùa Tàu rất là nhiều. Thì các bạn nhìn thấy cái tượng, một bức bức tượng con voi quỳ hàng trước, nhìn rất là đẹp. Cảnh tượng đồi núi mà trên này, trên đồi núi nên là cảnh tượng mê hồn luôn các bạn. Trên này thì có hai pho tượng. Đấy. Hai pho tượng mà lại phía trước lại có một con ngựa, cho nên mình không biết là tượng này tượng gì mà lại có con ngựa đứng trước này. Đấy. Con ngựa đứng trước hai pho tượng này, mình cũng không rành lắm các bạn. Thì nếu pho tượng này tượng gì thì các bạn comment bên dưới cho mình biết với nhé. Khung cảnh mê hồn các bạn. Hai bên đường là hoa sứ các bạn. Hoa sứ và hoa phượng, các bạn nhìn thấy hoa phượng đỏ rực núi luôn. Đấy. Mùa đúng mùa hè hoa phượng nở. Lên hình mùa hè này thì các bạn nhìn thấy khung cảnh đúng. Không nghĩ đây là khu Thích Ca Phật Đài. Mình cứ nghĩ đây là cái khung cảnh của Hollywood chứ. Đây là có mấy cái gọi là thơ của Phật. Đấy. Mình cái review chữ tiếng Việt cho các bạn rồi, còn phía trên là toàn tiếng Anh. Mấy câu thơ của Phật thôi mà các bạn. Mình quay qua cho các bạn xem. Đây là đối diện. Ở trên thì có mấy tượng Phật, ở dưới thì mấy câu thơ của Phật. Đấy. Thì khung cảnh này mình xem thì cũng như ngày thường thôi các bạn, nhưng mà ra cảnh bên ngoài thì cái mùa này mùa nghỉ hè, cho nên thành thử cây cối cũng xanh tươi. Trên này đặc trưng là cái là ở Thích Ca Phật Đài này là nhiều nhất là hai loại cây này các bạn. Một là hoa sứ, hai là hoa phượng. Đấy. Hai loại cây đấy rất là nhiều. Hai bên đường là toàn hoa sứ với hoa phượng không ạ. Cây cối hai bên đường rất là đẹp. Mà mát như các bạn. Các bạn cùng mình đi lên trên chùa nhé. Thì ở khu vực trên này có bốn ngôi chùa nữa. Bây giờ bắt đầu là các bạn nhìn thấy cái ngọn tháp. Mới nhìn qua thì mình cứ tưởng tượng luôn là cái ngọn cờ ở Vatican ấy chứ, nhưng không phải đâu các bạn. Đây là một cái ngọn tháp, hai bên ngọn tháp có hai con sư tử bảo vệ này các bạn. Đấy, để các bạn nhìn thấy ngọn tháp đẹp không?
rất là đẹp các bạn. Tiếc rằng mình không có live cam, nhưng nếu có live cam mình quay lên cao xuống các bạn nhìn thì mê hồn luôn. Đấy, mình sẽ đứng đối diện với ngọn tháp, mình quay cho các bạn xem này. Ngọn tháp này nó cao cứ khoảng 20 mấy mét này các bạn nhé. Đấy, đứng ở dưới mình quay nhìn lên các bạn nhìn thấy không? Đẹp không? Hai bên ngọn tháp có hai cây hoa sứ nha các bạn, rất là lớn. Đấy. Thì mình cũng đã nói với các bạn mà trên cái ngọn đồi của khu Thích Ca Phật Đài này, các loài cây hoa sứ rất là nhiều, và hoa phượng hai loài cây đấy. Các bạn nhìn hai bên đường cây cối đẹp không? Cảnh đúng mê hồn các bạn. Mỗi năm mà mùa hè này thì thực sự mà nói, trên này những ngày thứ bảy chủ nhật như thế này, cái mùa hè này thì nói xin lỗi các bạn, đường xá đông nghẹt người. Đấy mà năm nay mùa dịch thì các bạn nhìn đấy, đường vắng queo. Người ta ví vắng như chùa Bà Đanh. Đây đúng thật. Rồi lên cái chùa Thiên Đường Hộ Pháp này các bạn nhé. Đấy các bạn nhìn chùa này, trùng miên này các bạn. Ngôi chùa này các bạn nhìn vu cổng, nhìn cái cổng đẹp không? Đấy, tượng ngồi hai bên cái cổng vào là ngồi cái dãy vậy này. Đấy các bạn nhìn đẹp không? Đấy. Đây là Thiên Đường Hộ Pháp nha các bạn. Kế bên là Hòn Phước này. Chùa ấy chỗ Hộ Pháp này các bạn. Nhưng mà mùa dịch này đều đóng cửa hết các bạn ạ. Không có comment cho các bạn xem ở phía trong được. Đấy, mình chỉ quay phía ngoài cho các bạn xem vậy thôi. Còn kế bên là Hòn Phước này. Đấy. Chùa Hòn Phước các bạn nhìn thấy không? Bên này có một cái dãy chùa rất là cổ điển các bạn nhìn thấy. Người ta làm, người ta dán bằng sứ không à? Bằng sành sứ nhìn trong cổ xưa đó các bạn đấy. Cái chuông để phía trước này. Đây gọi là Hòn Phước nha các bạn. Đấy. Chùa này là kế bên mấy hộ pháp đấy các bạn. Ngôi chùa này các bạn nhìn cổ kính không? Nhìn cứ như thời cổ vậy đấy. Đấy. Mình sẽ quay phía bên hông cho các bạn xem. Bên phía hông chùa đấy. Đấy. Các bạn nhìn mê hồn không? Chùa tuyệt vời, trên cả tuyệt vời luôn các bạn. Đấy. Tại vì mùa dịch cho nên thành thử là chùa đóng cửa hết các bạn. Tiếc rằng không có dịch thì mình sẽ vào trong mình review đấy các bạn, nhìn cửa đóng hết. Nếu mà không dịch thì mình sẽ vào trong mình quay trong các chánh điện cho các bạn xem. Nhưng mà dịch thành thử ra là đóng cửa hết rồi các bạn. Thời lượng không cho phép mình nên xin tạm biệt các bạn tại đây. Và mong các bạn hãy ủng hộ mình để có động lực để mình làm video kế tiếp nha các bạn. Và chúc các bạn một ngày nghỉ vui vẻ bên gia đình. Và đừng quên hãy cho mình một đăng ký và một like nha các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video thứ hai kế tiếp nha các bạn. Cùng khám phá với mình nhé.